khi mà fan của tao đi hai xe 16 chỗ, 34 cây mạng, 250 cây số. Nên là fan của tao khi nghe tin có máu đổ, từ Biên Hòa chạy lên hỏi thằng nào mà xấu số. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của mình, mình là Trung Năng Gamer. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái đồng hồ nó xoay vòng vòng như thế này nè. Mình không biết đặt tên máy này là máy gì nữa, bây giờ mình đặt đại cái đồng hồ giờ nó cũng xoay. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm luôn. Máy này nó cũng dễ làm thôi, thì đầu tiên các bạn đào một cái ô sâu khoảng 2 block, rồi đặt cái monster không cao phím lên mạng nói nhiều, sống trong cảnh bất rồi, công từ nhỏ nên đéo gặp gió là sẽ đổi chiều. Anh em tao yêu nước, rồi các bạn dùng cái tấm thảm các bạn treo lại. Tiếp theo bước ông cha đi trước, mong giành phần đất quê hương bị tước. Tao tuyên bố tụi mày tuổi lồn mà so được fan tao. Tụi tao sống tụi tao còn chống đến khi last man down. Tận thủ đô mà biết được là tao bảo ông càng sao. Fan ngu lồn của mày ngoài đó còn nhiều hơn fan tao. Tụi tao hết sổ hốt mỗi ngày để cái hố giấc mơ được đổ đầy, để mày nhớ cái tên của chủ mày, phải nhớ mày đéo được lên tiếng ở chỗ này. Đây là nhạc của miền Nam, nếu mày nghe mà thích có quyền ham. Đéo kèm hãm âm nhạc của tụi tao thì mấy thằng chó mày đâu có việc làm. Khi mà fan của tao đi hai xe 16 chỗ, cái này cũng hơi khó đi đặt, các bạn cố gắng làm nha. 250 cây số nên là fan của tao khi nghe tin có máu đổ, từ Biên Hòa chạy lên hỏi thằng nào mà xấu số. Nghe tiếng la từ xa, ôi trời ơi, fan từ tao mày chỉ nghe tiếng qua người ta. Về fan từ tao khi cùng bước trên con đường xa, mới nhận ra nhiều thằng ghét từ tao cay đắng nhưng vẫn đội lốt làm fan tụi tao. Anh em tụi tao sống lương thiện nhưng không phải hiền lành chất phát. Ok, hoàn thành. Ngoài biển, nhưng mà quán nhậu tụi nó vẫn quất lát. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Nhớ like và subscribe cho channel của mình. Và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau nhé. Ăn Tết vui vẻ mọi người.